Ta tiếp tục sang câu E, câu 1E. Thì trong câu 1E người ta yêu cầu chúng ta là tìm giá trị của K để ma trận A khả nghịch. Và người ta hỏi là từ đó thì chúng ta có thể suy ra được là ma trận A sao cũng khả nghịch hay không. Và thêm nữa là chúng ta phải đi tìm cái phần tử thuộc dòng 4 cột 3 của ma trận A sao tất cả mũ trừ 1. Thì ma trận A khả nghịch, điều này tương đương với là det của ma trận A phải khác không. Và từ đây chúng ta sẽ thu được là giá trị K lúc này phải khác trừ đi 12/5. Thêm nữa là khi mà K khác trừ 12/5 thì chúng ta có được cái ma trận A khả nghịch. Và theo tính chất của ma trận phù hợp A sao thì chúng ta có được A sao nhân A thì bằng det của A nhân E. Thì lấy định thức hai vế của cái hệ thức trên này, đẳng thức trên này, thì chúng ta có được là det của A sao mà nhân det của A thì nó chính là bằng det của A tất cả mũ n mà nhân det E. Thì cái này nó áp dụng cái tính chất đến là định thức của k mà nhân A thì lúc này nó chính là bằng k mũ n mà nhân với cả det A thôi. Thì nó chính là áp dụng cái tính chất trên này. Thì ở đây chúng ta có được, ta tính toán tiếp thì chúng ta có được cái đấy chính là det của A tất cả mũ n mà nhân det E. Det E, E là ma trận đơn vị nên là ma trận đơn vị nên nó có định thức bằng 1. Cho nên là kết quả của câu này chính là bằng det của A tất cả mũ n. Và do câu trên thì chúng ta có được đấy là ma trận A khả nghịch nên là det A sẽ khác không và det của A tức là mũ n khác không. Do đó mà tích của hai định thức mà nó khác không thì hai định thức thành phần thì cũng phải khác không. Khi đó chúng ta có thể suy được đấy là det của A sao cũng phải khác không. Hay nói khác là ma trận A khả nghịch thì chúng ta cũng thể suy được đến là ma trận A sao cũng phải là ma trận khả nghịch. Tiếp theo chúng ta sử dụng đến cái tính chất của ma trận nghịch đảo. Một ma trận mà nhân với nghịch đảo của nó thì chính bằng ma trận E. Mà ở đây thì chúng ta biến đổi tương đương thì chúng ta nhân thêm ma trận A vào hai vế của ma trận của hai vế của đẳng thức này. Thì chúng ta có được đến là nhân thêm A thì nó bằng ma trận A ở phía bên phải này. Thêm nữa thì áp dụng tính chất của ma trận phù hợp vừa ta tính ở trên thì chúng ta có được đấy là A sao nhân A thì chính bằng det A nhân E. Ma trận E là ma trận đơn vị rồi. Đây là ma det của A nó là một số nên chúng ta có thể đưa nó sang ra bên ngoài này. Thì ma trận đơn vị mà nhân với cả một cái ma trận bất kỳ thì chính bằng ma trận đó. Thì như vậy chúng ta có được det của A nhân A sao tất cả mũ trừ 1 thì bằng A. Và chúng ta sẽ nhân vào hai vế của cái đẳng thức này, một chia cho det A thì chúng ta sẽ thu được cái đẳng thức đấy là A sao tất cả mũ trừ 1 thì chính bằng là một chia cho det A và nhân A. Ở đây các bạn chú ý là chúng ta không có phép chia một ma trận cho một số nên chúng ta không bao giờ được phép viết đến là A mà chia cho det A. Không bao giờ được phép viết thế này. Thì cách viết này là cách viết sai vì không tồn tại phép chia một ma trận cho một số. Còn là dựa vào cái hệ thức ở đây thì chúng ta có thể tìm được cái phần tử thuộc dòng 4 cột 3 của ma trận A sao tức là mũ trừ 1. Thì nó chính là cái phần tử thuộc dòng 4 cột 3 của ma trận A mà chia cho det A. Và phần tử thuộc dòng 4 cột 3 của ma trận A chính là 2 và chia det A chính là 35K cộng 184. Thì cái 2 mà chia cho 35K cộng 84 chính là phần tử thuộc dòng 4 cột 2 của thuộc dòng 4 cột 3 của ma trận A sao tức là mũ trừ 1. Ở câu F thì người ta bắt chúng ta tính cái định thức của ma trận B'BA. Thì ma trận B'BA là một cái ma trận cấp 4 nhân 4. Ma trận B'BA là ma trận cấp 4 x 4 vì ma trận B thì cấp 3 x 4. Như vậy thì từ đây suy được B' nó là một ma trận cấp 4 x 3. Nếu mà nhân với ma trận B cấp 3 x 4 thì thu được ma trận cấp 4 x 4. Và nhân với ma trận A cấp 4 x 4 nữa thì chúng ta cũng thu được ma trận cấp 4 x 4. Và theo cái bất đẳng thức hạng thì chúng ta theo câu 1B thì chúng ta có được hạng của ma trận B nó sẽ bằng 2. Và theo bất đẳng thức hạng thì chúng ta có hạng của ma trận B'BA thì nhỏ hơn bằng hạng của ma trận B bằng 2. Mà ma trận B'BA là một cái ma trận cấp 4 x 4 mà hạng của nó bằng 2 nên là B'BA nó phải là một cái ma trận suy biến.
Và khi một ma trận suy biến rồi thì định thức nó sẽ bằng 0.